quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình đã vẽ lên một cái hòn đá như thế này. Thì mình sẽ trong phần video thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho bạn vẽ lên một cái hòn đá như thế này nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi, chúng ta lấy màu nhé. Thì với cái hòn đá như này thì mình sẽ vẽ cái phần chúng ta sẽ lấy màu này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy màu trắng này. Các bạn sẽ lấy hết phần màu ra trước, xong rồi chúng ta sẽ vẽ một thể luôn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy màu trắng này. Đó. Màu xanh da trời này. Xanh da trời này. Màu xanh lá cây này. Các bạn cứ lấy hết màu ra giúp mình, rồi xong chúng ta sẽ cùng vẽ. Đó, màu xanh lá cây. Mấy cái màu này mình sẽ lấy thêm nhiều một chút. Rồi. Tí nữa hết màu ta sẽ lấy xong. Thì bây giờ để vẽ thì chúng ta sẽ lấy nền. Chúng ta sẽ lấy nền cho cái bức tranh này chúng ta trước. Thì cái bức này của chúng ta ấy, thì mình sẽ chia ra hai phần. Một phần ở trên đó là chúng ta sẽ làm là phần của bầu trời, thứ hai ở dưới là phần của thảm cỏ. Thì mình sẽ lấy phần màu xanh da trời trước để chúng ta làm nền cho phía trên. Tại vì cái viên sỏi này của chúng ta nó khá là nhiều cái khuyết điểm, nó không được bằng phẳng như những cái vật liệu khác, thì các bạn nên đánh đậm màu giúp mình một chút nhé. Chúng ta sẽ đánh đậm màu. Mình sẽ đánh đậm màu này. Rồi sau khi cái phần màu này chúng ta nó mình đã đánh được đậm màu, thì mình tiếp theo mình sẽ chuyển sang đó là mình đánh cái phần màu xanh ở dưới phía dưới. Chúng ta sẽ làm phần màu xanh ở phía dưới nhé. Chúng ta lấy nền trước. Hai cái phần nền này thì các bạn chưa đánh trộn vào nhau vội, tí nữa chúng ta sẽ đánh trộn sau. Sau khi chúng ta đã đánh được cái nền như này rồi thì các bạn sử dụng tiếp một cái bút khác cho giúp mình để chúng ta đánh lên cái phần trên này, để chúng ta sẽ tạo những cái hình đám mây. Thì với những cái hình đám mây như này thì các bạn có thể là đánh, các bạn có thể là chấm. Còn chúng ta sẽ vẽ thành hình những cái đám mây và theo ý của chúng ta. Lưu ý là khi chúng ta làm vẽ đám mây như này ấy, thì nó sẽ có hai cái màu xanh và nhạt, và giữa này chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thêm phần trắng để cho nó được hòa quyện hơn khi mà vào giữa cái đám mây. Mình sẽ làm thêm một đám mây nhỏ ở đây nữa nhé.
Bây giờ thì với cái phần đồng cỏ ấy, các bạn cũng xử lý cho như vậy cho mình. Thì mình sẽ tạo cái cảm giác đó là cái phần đồng cỏ này ở phía xa xa nó cũng sẽ màu trắng xanh. Và càng về phần phía của chúng ta thì cái màu trắng của chúng ta nó càng càng màu xanh của chúng ta càng đậm dần. Em ơi, rỗi rãi đấy cho cái máy sấy ở đây kìa. Đó, sau khi chúng ta đã vẽ xong được cái phần nền như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ sang đến cái cành cây. Cái cây ở đây thì mình sẽ chỉ vẽ một cái cây thôi, ở phần phía giữa của chính của chúng ta. Thì cái cây này mình sẽ sử dụng nó là phần màu nâu. Mình sẽ sử dụng nó phần màu nâu trong quá trình chúng ta chờ khô cái phần màu của chúng ta. Thì mình sẽ lấy làm màu nâu này để chúng ta vẽ được cái phần thân cây. Nếu như mà ví dụ trường hợp mà cái phần màu của chúng ta nó chưa khô, phần màu này của chúng ta, của cái nền này của chúng ta nó chưa khô, thì các bạn có nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể chờ nó khô. Nếu như các bạn không có thì các bạn có thể làm sử dụng một chiếc máy sấy, chúng ta sấy thì nó cũng rất chi là nhanh khô. Và mình sẽ sử dụng máy sấy mình sấy nhé. Các bạn cứ sấy khoảng 30 giây đến 1 phút thì là cái bức tranh của chúng ta, cái màu của chúng ta nó đã khô hoàn toàn. Sau khi cái màu của chúng ta đã cái phần viên đá này chúng ta đã khô thì các bạn có thể là chạm nhẹ tay vào để chúng ta cảm nhận được cái độ khô của màu. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ nốt cái phần cây. Cái cây này thì mình sẽ vẽ ở phần phía giữa này nhé. Mình sẽ một cái cây lớn ở phía giữa. Một vài cái cành cây. Chúng ta có thể là cầm chúng ta xoay viên đá này đi thì chúng ta cũng sẽ rất dễ vẽ.
bây giờ cái phần thân cây của mình này đã vẽ bằng nô xong. Bây giờ chúng ta sẽ chấm những cái tán cho cây này. Thì với chấm những cái tán này thì mình sẽ vẫn sử dụng là màu xanh lá cây thực tế để mình chấm. Thì khi mà các bạn vẽ xoáy ở đây, các bạn vẽ xoáy như này thì cái cành cây của chúng ta nó sẽ không được cảm giác, nó không được ưng mắt, thì các bạn cũng sẽ chấm giúp mình. Chúng ta chấm như thế này ở những cái cánh cây, ở những cái tán cây. Mình sẽ chấm sang bên này nhé. Nói như vậy là cái tán cây, cái cành cây của chúng ta nó đã xong. Thì nếu như mà các bạn muốn chấm thêm những cái, ví dụ như những cái cây quả màu đỏ, hoặc là những cái tán cành cây lá màu vàng chấm thêm, chúng ta cũng có thể để điểm lên cái phía cây này của chúng ta. Thì mình sẽ lấy thêm màu vàng nhá, để chúng ta điểm thêm những cái phần cây. Mình sẽ sử dụng thêm màu vàng này. Chúng ta có thể là điểm lên cái phần cây của chúng ta cho nó được đầy màu sắc sặc sỡ hơn. Mình sẽ đi chấm điểm nhé, mình sẽ chấm điểm lên những cái phần tán. Mình cũng sẽ chấm ở phía dưới gốc này một chút. Rồi để cái phần màu vàng này chúng ta nó không bị quá là nhiều màu, thì bây giờ mình sẽ lau cái bút và ta sẽ chấm lại. Các bạn cứ vẽ như các bạn cứ chấm như vậy để cho cái phần bóng cây của chúng ta nó được có màu vàng nhẹ nhẹ ở dưới tán. Vậy là mình đã vẽ xong cái phần, mình đã hướng dẫn vẽ xong cho các bạn vẽ lên một bức tranh đơn giản lên cái phần viên đá cuội như này. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra những video tiếp theo nhé. Còn nếu các bạn có ý tưởng nào hay muốn mình vẽ thêm ý, hướng dẫn vẽ đơn giản, thì các bạn cũng có thể là comment ở phía bên dưới, mình sẽ vẽ theo yêu cầu của các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.